các bạn ha, đây có bán cà phê ngon hơn người yêu của bạn nha. Chào mọi người nha. Trưa hôm nay thì mình có dịp đi câu cò, thì sẵn tiện nên mình ghé quán cà phê Sành cà phê ha. Thì ở đây mình vừa uống cà phê vừa trải nghiệm quay không gian quán cho mọi người xem ha. Đây là quán rất là đẹp và mới nổi khu mình hiện nay ha. Thì mời mọi người cùng mình theo chân mình đi vào bên trong quán cà phê Sành ha. Ở đầu tiên thì mình thấy đây có các bạn ha, đây có bán cà phê ngon hơn người yêu của bạn nha. Bạn rất là thú vị ha. Đó thì ở đây là sát ngoài quốc lộ á mọi người. Trước tiên mình đậu xe xong á, cái mình thấy ở đây có hai cái địa điểm check-in chụp hình đang hot hiện nay của quán cà phê, là một xe là ngay mùa trung thu đó, rất là nhiều lồng đèn ha mọi người. Đó, lồng đèn truyền thống, lồng đèn kiểu hiện đại, lồng đèn giấy, cái lồng đèn khá là dễ thương ha. Ở bên đây có một cái chiếc xe hoa, đó là cái trend đang hot hiện nay á mọi người. Đó, đây là cặp quốc lộ chỗ cổ cọp vừa quẹo vô luôn. Đây, như ở trong mình nhìn thấy ha, có hai khu ha. Bên đây là cái khu máy lạnh nha mọi người, mình ngồi trong đây. Còn mình thích ngồi ngoài trời thì ngồi ngoài khu bên đây ha. Ở trên có một cái tầng ở trên để mình đi lên đó mình uống cà phê trên đó, mình check in trên đó nữa kìa. Đây, sau khi mình nhìn thấy hai chiếc xe đậu ở phía trước để chụp hình đó mọi người, thì mình sẽ đi vào bên trong. Thì đây có cái đây là tiệm cà phê Sành, đây rất là đẹp ha. Mình đi vào bên trong, đập vào mắt mình là rất là đẹp luôn ha. Nhìn lên là mình thấy ấn tượng, ở trên là có một cái tầng ở trên nè. Ở tầng này thì đang thi công sửa chữa trên dãnh nhé, chưa có đầy đủ bàn ghế mọi người. Bên đây cũng có một cái khu đó, rất là đẹp luôn. Bên đây mình có thể là mình ngồi trong đây, hoặc là mình ngồi ở ngoài trời tùy theo cái góc của mình ha. Mình thích ngồi chỗ nào thì mình check in ngồi chỗ đó. Đây có bức tượng rất là đẹp nè mọi người. Dưới đây là có mấy cái gốc cây để buổi tối mình ngồi mình uống cà phê tại góc luôn ha. Trên có mấy cái view rất là đẹp. Thì mình sẽ đi vào bên trong. Đó, có cái phần này là có mấy cái lồng đèn nè. Có mấy cái đèn mới vật trang trí của quán rất là đẹp ha. Đó, cái phần khu máy lạnh thì mình ngồi bên đó. Đây mình đi vào sâu vào bên đây, mình xin quán mình đi lên trên tầng trên đó mọi người. Quán Sành cà phê của cò rất là đẹp luôn kìa. Đây tối có một cái tầng, đây là như cái sân khấu để tối mình có thể hát âu có tiết hát nhạc đồ đó. Ủa này, nãy giờ chưa có nữa chú Hùng. Đây thì mình xin phép mình bước lên trên đây, mình review ở trên đây cho mọi người xem nha. Đó, ở đây là cái không gian á. Ở đây chưa có hoàn thiện á mọi người. Ở đây người ta đang sơn lại một số bàn ghế. Sơn lại. Mình sơn lại hết ha. Nên quán chưa có tiếp khách ở trên đây ha. Về bữa thì sẽ xong ha. Đây là cái phần này là người ta đang đóng lên cái băng sát ngồi đây nè mọi người, làm cái view á. Vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh rất là đẹp ha. Wow, quá đẹp luôn. Ở bên trong là uống cà phê ở trong phòng máy lạnh đó mọi người, thì mình sẽ uống bên đó ha. Đó. Mình chỉ quay sơ lược cho mọi người xem thôi ha. Đây là cái phải quầy pha chế của quán bên đây. Nói chung là quán ban ngày thì nó không có lấp lánh như ban đêm ha. Ban đêm thì quán cực kỳ lấp lánh nha mọi người, với ánh đèn á. Đây mình xin giới thiệu đến mọi người ha, menu của quán cà phê Sành nè mọi người.
với trà sữa, soda, nước mát ha. Đá xay dễ khát nè mình ha. Cái giá cả thì cũng khá bình dân ha, 15-30 tùy theo cái phần thức uống của mình ha. Ở bên đây thì mình có thêm cà phê, trà trái cây, món nóng là 10 cộng 3 ca sinh tố ha. Giờ uống chè khúc bạch đặc biệt ở đây nha mọi người. Đây là không gian phòng máy lạnh của quán nha mọi người. Đó, view bên trong là cái điểm chụp hình rất là đẹp, cái bức tranh. Không gian của quán cà phê sành, đây là phòng máy lạnh ha, cái view máy lạnh ha. Cái bàn ghế bên trong đây thì người ta quy định là không được mang thức ăn vào phòng lạnh ha. Nhìn ra cái view trước mặt của mình là có mấy cái cây cỏ xanh rất là đẹp ha. Đó, mình nhìn lên mình thấy cái không gian quán ngoài trời rất là đẹp, trên có cái tầng băng, cái tầng nãy mình đi lên đó, mình đi khám phá trên này nè mọi người. Địa điểm sành cà phê đây, thì là cái khu này là cái phía trước mình là hai chiếc xe mà bên trung thu nãy mình nói mọi người. Rất là đẹp luôn, view quán cà phê sành. Đây mình thấy có mấy cái lu nhỏ nhỏ khá là dễ thương của mọi người. Đó, mấy cái lu nhỏ xíu thôi, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn ha. Đây có một cái tượng lên trên một cô gái. Không gian quán cà phê sạch trước nè. Nói chung là nhìn chung thì ban ngày view ở đây nó thấy là bình, nói chung là nó không có lấp lánh ha. Buổi tối ở đây rất là mát luôn á, với hệ thống ánh đèn á thì được bật sáng á. Ở trên nó buổi tối là mình uống cà phê ngoài ở trên lầu này, trên cái gác này ha, trên lầu này nữa, uống thì cực kỳ chill luôn mọi người, không gian cực kỳ lãng mạn luôn ha, giống như là Đà Lạt mộng mơ. Đây chiếc đèn trung thu